Vâng, đến cuốn video này Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn từ cây mai chiếu thủy. Đây là những hình ảnh của cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh câu lạc bộ Cửu An, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Đây báo cáo bác là Bắc Lộc, câu lạc bộ Thanh Đông. Vâng, đây là cây mai chiếu thủy dáng trực của anh Vũ Tuấn Lộc, câu lạc bộ Thành Đông, Hải Dương. Có về tham gia chương trình và đây là cây của Bắc Lộc Ninh Giang. Vâng, những cây mai chiếu thủy có mặt hôm nay trưng bày ở đây, tôi đánh giá đây là cây dẫn đầu về giá trị nghệ thuật bonsai. Một tác phẩm mai chiếu thủy đang lúc trổ hoa, khi chúng ta đứng cạnh mùi thơm rất là quyến rũ. Tôi đến đây tôi có gặp anh Lộc, sau khi bắt tay giao lưu với nhau, anh nói là em chỉ có mang có một cây này đến đây, đó là mai chiếu thủy. Vâng, tiếp đến chúng ta cũng đến với một tác phẩm bonsai mini mai chiếu thủy của anh Hòa Nguyễn Tiến Luật. Tác phẩm xanh, cái này chưa có thẻ anh, chưa có, mấy cây này lại chưa có. Ê, phải chờ à? Vâng, một cây xanh bonsai mini cũng rất là đẹp. Tác phẩm suy. Chúng ta đến với một tác phẩm xanh ôm đá bonsai mini rất hay. Với cái chậu, cái bể đá liền khối. Vâng, tác phẩm si cổ của anh Giáp Còi. Đây là số điện thoại. Các anh mà hay gọi điện đến hỏi hương sắc Đỗ Sinh cho xin số điện thoại của anh Giáp Còi, thì hôm nay đây là số của anh Giáp Còi. Không biết là điện đến để đòi nợ hay là rủ nhau đi du lịch, mà cứ thỉnh thoảng lại có người hỏi Đỗ Sinh là cho số điện thoại của anh Giáp Còi. Nói là Giáp Còi nhưng anh không còi lắm đâu. Vâng, tôi đã gặp anh ở triển lãm Đông Anh, có những cái phóng sự về cây ổi, sau đó anh đã sang tên đổi chủ ngay ngày hôm sau.
tiếc quá không có số điện thoại. Thôi để cây này tí nữa tôi quay lại. Tác phẩm Xanh Cổ của anh Nguyễn Văn Nam. À bây giờ anh có bận gì không anh ơi? À, đến với tác phẩm Xanh Cổ cũng của anh Nguyễn Văn Nam. À, cây rành rành của anh Đào Văn Thành. Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một cây rành rành bonsai mini. Đó là cây rành rành của anh Đào Văn Thành. À, tại thời điểm này đã là hơn 4 giờ chiều và trời mưa nặng hạt và mây mù, ánh sáng cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tiếp đến là cây dưới của anh Đào Văn Thành. Hóa ra nó tầng đâu hết nhỉ? Chúng ta đến với tiểu cảnh làng quê của anh Đào Văn Thành. Vâng, nói đến tiểu cảnh làng quê, tôi đã mua hộ cho mấy anh em bạn tôi những cái tiểu cảnh như thế này. Đó là của một người chuyên làm tiểu cảnh bán, quê ở Thái Bình. Rất đẹp. Vâng, của anh Đào Văn Thành. Tiếp đến là tác phẩm xanh có tên là Đức Nhân Tâm. Quần thụ Tam Sơn của anh Nguyễn Ngọc Quyên. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy có tên là Tỷ Muội Du Xuân. Sao anh lại đề thêm cái dòng gì dưới kia? Cảm ơn nhé. Vâng, đây là cây mai lá tầm trung. Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một tác phẩm me bonsai mini. Chủ nhân có đặt là nghệ sĩ Ba Lê.
của anh Nguyễn Ngọc Quyên. Thân chuyển mình rất dẻo, giống như là một vũ nữ đang thực hiện những cái điệu múa huyền ảo như thế này. Ở đây là một tác phẩm si. Tác phẩm xanh. Cây ngọc bút của anh Đào Văn gì đây? Vào Văn Thơm à? Đúng rồi, Đào Văn Thơm. Tác phẩm si của anh Nguyễn Viết Xoan. Đô đấy. Vâng. Ông chuyên sản xuất áo mưa. Tác phẩm si. Đây là cây dưới bonsai mini dáng huyền. Cũng của áo mưa Thành Đô. Tác phẩm đề trắng. Chúng ta đến với tác phẩm Cần Thăng.
Và để kết thúc cuốn video này, tôi giới thiệu với các bạn một tác phẩm tranh Phu Thê Bồng Quý Tử của anh Quang Lích. Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để tôi chuyển tiếp theo video sau, tiếp tục giới thiệu triển lãm sinh vật cảnh của câu lạc bộ Cửu An Thanh Miện, Hải Dương.